Hôm nay mình sẽ tiếp tục tìm hiểu về một cái kỹ thuật mới nữa trong công nghệ blockchain. Là cái này em nghĩ rằng cái này đặc biệt quan trọng, cái này nó mới tạo ra cái sự khác biệt của blockchain đối với các cái kỹ thuật khác. Cái gọi người ta gọi là blockchain consensus, tức là mình dịch sang tiếng Việt có nghĩa là cơ chế đồng thuận ấy. Cơ chế đồng thuận trong blockchain ấy. Hiện tại thì mình có nhiều mạng blockchain khác nhau và cũng có nhiều cơ chế đồng thuận khác nhau. Và em nghĩ ví dụ như sau này bây giờ mình tìm hiểu xong rồi mình cũng có thể sáng tạo ra một cái cơ chế mới hoạt động hiệu quả hơn. Thì biết đâu được, mình hy vọng là như thế. Rồi. Thì nội dung đầu tiên mình sẽ nói về thế nào là blockchain consensus. Và sau đó mình sẽ tìm hiểu vào một chút kỹ hơn về ba cái cơ chế đồng thuận khá là phổ biến hiện nay, đó là Proof of Work, Proof of Stake với lại Delegate Proof of Stake, là ba cái cơ chế đồng thuận đó. Và những cái cơ chế đồng thuận khác thì sau này mọi người có thể tự tìm hiểu sau, tại vì có nhiều cơ chế đồng thuận lắm. Và trước hết thì em sẽ review một chút về các cái nội dung trước đây. Là như mọi người biết là hiện tại ví dụ như mình có một cái mạng blockchain. Mình có một cái mạng blockchain thế này. Và trong mạng blockchain thì hiện tại có các cái đối tượng, ví dụ như người sử dụng là các cái user, là thể hiện bằng cái nốt màu màu hồng hồng cam cam đây. Và những cái miner là có một chút màu xanh ở đây. Và những user này họ sẽ tham gia mạng với tư cách là user, thì họ sẽ tạo ra những cái thông tin giao dịch, và cần những cái thông tin này phải được ghi vào trong cái blockchain ledger. Và những người miner sẽ có chịu trách nhiệm là ghi những cái thông tin nào này vào trong cái blockchain ledger. Và lần trước chúng ta đã tìm hiểu về các kỹ thuật ví dụ như asymmetric cryptography, tức là mã hóa bất đối xứng, thì mã hóa bất đối xứng được dùng trong blockchain để bảo vệ cái quyền sở hữu thông tin của dữ liệu, quyền sở hữu của dữ liệu với người dùng, thì là như thế. Và dựa vào những cái asymmetric cryptography này thì cái mining pool này, những cái người miner này họ sẽ lấy thông tin từ mining pool và họ sẽ biết được là liệu những cái thông tin này có phải thực sự là đến từ cái user đó hay không. Họ sẽ kiểm tra thông tin đó, kiểm tra sự xác phải xác thực thông tin đó trước khi mà ghi thông tin vào cái blockchain ledger ở đây. Thì như thế. Ok. Và đối với một máy nữa. Sao? Bạn đang có câu hỏi Ok, hả? thank Ok. Rồi thì đối với một máy nữa, một người máy máy nữa thì để ghi một cái thông tin vào trong blockchain ledger thì cần phải tạo ra được một cái block mới. Thì để tạo block mới đó thì trước hết họ sẽ lấy cái thông tin giao dịch từ trong cái mining pool này và tạo ra cái hash, Merkle tree hash của cái thông tin, các cái thông tin giao dịch này, sau đó kết hợp với các cái thông tin để tạo thành một cái header. Header trước đó ví dụ như version hoặc là previous hash này nọ, thì từ những thông tin này sẽ tạo ra cái hash mới của cái header này. Và để tìm ra được cái hash mới này thì cần có cái điều kiện, cái hash mới này phải đáp ứng điều kiện là phải nhỏ hơn một cái target nào đó thì mới được chấp nhận. Và để đáp ứng được điều kiện này thì cái người miner này họ có thể là sẽ phải tính cái hàm SHA 256 này. Ví dụ hàm SHA này, thực ra có nhiều cái hàm hash khác nhau nhưng mà đây ví dụ mình dùng là hàm SHA 256 thì phải tính cái hàm hash này rất là nhiều lần, repeat rất là nhiều lần mới tìm ra được cái valid hash. Và sau khi tìm ra được cái valid hash này thì sẽ kết hợp với các cái thông tin ví dụ như là private header với lại cái hash của block hiện tại, và kết hợp với lại các cái thông tin giao dịch mà sẽ ghi vào trong block này để tạo ra một cái block mới. Và cái block mới này sẽ được broadcast, là gửi cho tất cả các cái miner khác trong cái hệ thống để các cái miner đó họ kiểm tra lại là xem cái hash này, cái thông tin block này có đúng theo quy định hay không. Thì đó là cái nguyên tắc hoạt động như thế. Và
cái câu hỏi đặt được đặt ra là như mình thấy là trong hệ thống này mình có rất là nhiều miner, có rất là nhiều miner. Vậy thì cái block do miner nào tạo ra sẽ được chọn là cái block cuối cùng để thêm vào trong cái blockchain ledger. Và câu hỏi thứ hai là tại sao các cái miner phải lặp lại quá trình tính SHA-256 nhiều như vậy? Tại sao phải 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 lặp lại quá trình SHA-256 nhiều như vậy? Thì cái câu trả lời cho cái câu hỏi thứ nhất đó là tại làm sao để tròn ra là cái block do miner nào tạo ra sẽ được đưa vào cái phiên bản cuối cùng, sẽ được add vào cái blockchain. Thì cái đó nó dựa theo một cơ chế gọi là cơ chế đồng thuận, blockchain consensus. Và cái ví dụ mà mình đưa ra cho cùng mạng Bitcoin đó là và tính cái SHA-256 nhiều lần như vậy thì đó là một cái quy tắc tính của trong một cái blockchain consensus, người ta gọi là proof of work, cơ chế đồng thuận proof of work. Thì về chi tiết thì mình sẽ trao đổi sau. À, Và câu chị có câu hỏi đơn giản thôi không? Chắc là tí nữa sẽ hỏi kỹ hơn. Vì nhưng mà ví dụ khi mà mình đăng ký mình tham gia một cái mạng blockchain như này thì ai mà có thể đăng ký để trở thành miner và benefit gì mà họ sẽ họ 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 có thể có được? Em thấy chị Hằng có những câu hỏi rất là hay nha, những câu hỏi rất đúng và trong tâm của vấn đề. Và em nghĩ để giải đáp câu hỏi của chị Hằng thì chắc sau thêm vài slide nữa là chị Hằng sẽ không cần hỏi câu hỏi này nữa. Ok, thì giống câu hỏi của chị Hằng giống như là câu hỏi dẫn dắt vậy đó. Ok, thì chị nói chung những một số slide sau thì sẽ đáp ứng được câu hỏi của chị, em nghĩ như thế. Cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn không? Ok, thì trước trước hết trước khi mà giải thích về cái cơ chế đồng thuận thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ thực tiễn hơn. Và em nghĩ cái ví dụ này được sử dụng khá nhiều khi mà người ta giải thích về các cái cơ chế đồng thuận ở trong blockchain. Và ví dụ về là gọi là Byzantine General Problem, tức là ở đây có một ông tướng quân đội tên là Byzantine, thì ông này chỉ huy một đội quân rất là lớn, có rất là nhiều các cái nhánh quân ở khắp mọi nơi. Thì bây giờ ông muốn chỉ huy các cái nhánh quân này là đồng loạt tấn công một tòa thành, tấn công quân địch ở trong một cái tòa thành này. Thì quy định là nếu như tất cả các nhánh quân này đồng loạt tấn công tòa thành vào một cái thời điểm nhất định thì sẽ đưa đến kết quả là thắng lợi. Còn nếu như mà một số nhánh quân tấn công, còn một số nhánh quân là không tấn công, tức là tấn công không đồng bộ, thì sẽ dẫn đến kết quả là thất bại. Và cái đặc điểm ở đây là các cái nhóm quân này ở cách xa nhau và cách xa ông tướng này. Do đó là cái việc truyền thông tin đến các cái nhánh quân này cũng không hề đơn giản. Và có một cái vấn đề nữa là khi mà truyền, ví dụ như ông tướng này ông truyền đến các nhánh quân này là ví dụ tấn công vào một thời điểm nào đó, thì cái thông tin này có thể là được bị quân địch ở trong tòa thành này họ nhận thông tin này và họ họ làm giả thông tin và họ truyền lại đến cho quân lính của ông này. Thì trong trường hợp đó là các cái nhánh quân sẽ nhận được cái các phiên bản thông tin nó bị nhiễu loạn thông tin, như vậy là có thể dẫn đến là sự tấn công không có đồng bộ được. Như vậy vấn đề là như vậy. Thì ở đây mình ví dụ rõ hơn, ví dụ như ông tướng này, ông tướng Byzantine này, ông phát ra lệnh là tấn công vào lúc 10 giờ, và câu lệnh này được gửi đến cho các cái nhánh quân khác nhau. Cái vấn đề là ở đây, giả sử như nhánh quân thứ nhất nhận được cái thông tin chính xác là tấn công lúc 10 giờ, nhưng mà các nhánh quân còn lại, ví dụ như quân địch đây họ nhận lấy cái thông tin này và họ tạo ra những cái thông tin giả mạo khác và truyền cho các cái nhánh quân còn lại. Ví dụ nhánh quân tiếp theo nhận được thông tin tấn công lúc 2 giờ, nhánh quân khác thì bảo là không tấn công. Như vậy các cái nhánh quân khác nhau là nhận được cái thông tin khác nhau. Do đó mà cái sự tấn công này không thể nào mà diễn ra một cách đồng bộ được. Như vậy ở đây là có nghĩa là cái thông tin được truyền đi đã bị giả mạo bởi quân địch và kết quả dẫn đến là bị thất bại. Vậy thì đòi hỏi là người tướng quân này tức là cần phải có một cái cơ chế để đảm bảo rằng là các cái nhánh quân này nếu không nhận được thông tin thì thôi, nhưng nếu đã nhận được thông tin thì phải là thông tin chính xác mới được.
Và việc tấn công chỉ diễn ra khi đã đảm bảo chắc chắn rằng là những quân này đã nhận được cái thông tin chính xác đó. Còn nếu mà không nhận được thông tin thì hãy chờ chứ không có tấn công. Tại vì nếu tấn công không đúng thì sẽ thất bại. Thì đó là cái vấn đề của cái việc tấn công này. Thì để giải đáp cái vấn để giải quyết cái vấn đề này thì tướng Byzantine này đưa ra một cái cơ chế. Đó là trước khi gửi thông tin đi, ví dụ một cái thông tin message này trước khi gửi đi thì sẽ đi qua một cái bộ phận gọi là mã hóa thông tin này để tạo ra một cái message một nào đó. Mà để mã hóa thông tin này đòi hỏi cái gì phải trả một cái giá, đó là cần nhiều thời gian và cần 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 phải làm việc khá là thời gian, cần thời gian và công sức để làm việc để tạo ra một cái thông tin mã hóa này. Và cái thông tin mã hóa M1 này, message 1 này, thì các cái nhánh quân này khi nhận được message 1 này thì có thể verify là liệu cái thông tin này có đáp ứng được, có thực sự là đến tư tưởng quân của mình hay không, tức là có đúng theo một cái quy luật đã được đưa ra hay không. Thì cái việc mà verify này nó có thể diễn ra một cách rất là dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng nếu quân địch lấy được cái thông tin message 1 này mà muốn giả mạo thông tin tạo ra một cái thông tin message 2 mà khác cái nội dung của message 1, nhưng mà vẫn theo cái quy định là để đảm bảo rằng là những cái nhánh quân này khi mà nhận được thông tin M2 mà M2 này vẫn 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 đúng theo cái quy chuẩn đưa ra với cái tướng quân này, để đảm bảo rằng là các cái tướng quân đội này, các cái nhánh quân này là họ họ nghĩ rằng cái message 2 này là đến từ tướng quân này. Thì để tạo ra được cái message 2 đáp ứng được yêu cầu như vậy thì cái quân địch này phải gọi là phải làm việc rất là cực lực, làm việc cật lực hơn rất là nhiều so với cái ông tướng này mới tạo ra được cái message 2 như vậy. Thì đó là cái quy chế là như vậy. Mục đích của cái việc mà hard working này, tức là làm việc cực nhọc như thế này để đảm bảo rằng là thông tin message 1 này được gửi đi là sẽ không bị quân địch là thay đổi thông tin. Còn nếu như anh muốn thay đổi thông tin thì anh phải làm việc rất cực lực đến mức mà có thể là anh không có đủ thời gian để tạo ra một cái thông tin giả mạo. Thì trong lúc mà anh tạo ra cái thông tin giả mạo thì cái thông tin này đã được verify bởi các cái nhánh quân này rồi và họ đã tấn công thành của anh mất rồi. Như vậy thì cuối cùng sẽ dẫn đến cái kết quả thắng lợi cho cái đội quân này. Thì đó là mục đích là như vậy. Thì cái nguyên tắc hoạt động của cái mạng blockchain mà nó khá tương tự như vậy. Thứ nhất là anh phải trả một cái giá nào đó để anh đảm bảo được là cái mạng sẽ đảm bảo security, là các cái người hacker là họ sẽ không hack được cái hệ thống của anh. Và họ nếu mà họ muốn hack thì họ phải trả một cái giá khá là đắt. Còn và thậm chí mà lúc họ trả giá đắt nhưng mà có thể là họ vẫn không hack được cái hệ thống. Thì đó là cái mục đích của cái blockchain consensus là như vậy. Thì bây giờ mình nhìn lại. Ví dụ trong cái mạng blockchain này, các cái user ở đây, chúng ta có user bình thường và các cái nốt màu xanh ở đây là các cái miner, là người có cái trách nhiệm ghi cái thông tin của các cái user này vào trong blockchain ledger ở đây. Và cái nút màu đen đây tức là cũng là miner, nhưng mà người miner này họ làm việc không có trung thực, có thể là mình có thể hiểu họ là những cái người hacker đi. Họ muốn thay đổi cái thông tin này. Ví dụ cái trường hợp là một người user A họ muốn gửi tới cái user B là 4 đô chẳng hạn. Nhưng và cái thông tin này tất nhiên là sẽ broadcast, là hầu hết tất cả các cái miner này sẽ nhận được cái thông tin này và họ sẽ cố gắng hay ghi thông tin này vào trong cái một cái block mới. Và đương nhiên cái thông tin này họ sẽ cũng sẽ tới cái miner làm việc không trung thực này. Thì cái miner này tự dưng họ lại muốn thay đổi thông tin này đi, A gửi cho B thay vì 4 đô thì gửi 4.000 đô. Như vậy là bị trao đổi thông tin rồi. Và nếu như mà cái thông tin của miner này mà được ghi vào trong blockchain ledger thì như vậy là cái mạng đã không còn an toàn nữa và người ta sẽ không có dùng mạng này nữa. Chính vì vậy cần có một cái cơ chế để đảm bảo rằng là đối với những cái hacker mà những cái miner không trung thực này thì kết quả làm việc của họ sẽ được không không được ghi nhận. Và chỉ có những kết quả làm việc của những cái miner làm việc trung thực đáp ứng được cái yêu cầu, cái quy định của cái mạng của hệ thống thì mới được ghi vào cái blockchain ledger hay không hay thôi. Thì đó là cái cơ chế hoạt động như vậy. Thì cái hình phạt trong cái proof of work nó được đảm bảo bằng cái cơ chế này, đó là như này mình cũng giải thích khá nhiều lần rồi đó, tức là bằng cách là anh tính cái hash này
anh lặp lại cái quá trình tính hash này một cách rất là nhiều lần. Ok. Đến đây rồi, mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Ok, vậy thì câu hỏi được đặt ra là một cái miner sau khi họ để làm việc rất là cực lực để tạo ra một cái hash mới, tạo ra một cái valid block mới, thì họ sẽ broadcast cái block này cho tất cả các cái miner trong hệ thống. Cái vấn đề được đặt ra là cái miner này họ sẽ nhận được cái gì từ cái việc mà làm việc cật lực như thế này để tạo ra một cái block mới như thế này, họ sẽ nhận được cái gì. Thì những cái gì mà họ nhận được đầu tiên đó có thể là cái transaction fee, tức là người user này, cái người user này nếu họ muốn ghi dữ liệu của họ vào trong blockchain ledger thì họ phải trả một cái fee, gọi là cái phí giao dịch á. Thì cái phí này có thể sẽ được trả cho người miner này. Nhưng mà cái phí này, nếu như mà cái phí, chỉ phí giao dịch này mà lớn quá thì có thể cái số lượng người dùng tham gia vào mạng sẽ không có nhiều. Như vậy mạng có thể sẽ không được tồn tại. Mà nếu như mà cái phí này không có lớn thì sẽ không có cái động lực để cho người miner này họ họ làm việc cật lực như vậy để họ tạo ra cái block mới. Do đó mà có một cái cơ chế là khen thưởng và là reward, khen thưởng cho cái mạng blockchain, cho người miner này. Và đối với mạng Bitcoin thì cơ chế khen thưởng đó là khi tạo ra một block thì tại giai đoạn đầu thì cái người miner sẽ ngoài cái phí giao dịch trong cái block đó thì họ còn được nhận được 50 coin blockchain. Và cái số coin này nhận được sẽ giảm dần theo thời gian. Và đến năm 2020 thì đến hiện tại thì mỗi block được tạo thành họ sẽ được nhận phần thưởng là 6.25 coin. Là như thế. Theo giá hiện tại thì ví dụ một coin Bitcoin thì có giá trị tương đương khoảng 200 triệu Việt Nam đồng. Như vậy nhận được 6 block coin, 6 coin thì cũng khoảng 1 tỷ 2, 1 tỷ 3 rồi. Như vậy là phần thưởng cũng khá là lớn. Thì điều đó nó tạo cái động lực để mọi người, tức là đầu tư cái nguồn lực máy móc, nguồn lực năng lượng điện để làm việc cật lực để cố tìm ra một cái block mới cho hệ thống. Và khi cái miner họ làm tạo xong một cái block mới thì cái block đó, những cái thông tin block đó sẽ được những cái thông tin là ví dụ như tôi đã tạo ra block đó, hãy thưởng cho tôi từng này coin chẳng hạn, thì những cái thông tin thưởng đó sẽ được đưa vào cái thông tin giao dịch ở trong cái block mới này, và cái block mới này sẽ được broadcast cho tất cả các cái miner. Ở đây có một cái vấn đề là các cái miner trong cái hệ thống là hoạt động một cách ngang hàng, tức là không ai chi phối ai cả. Các cái miner này họ có thể tự do quyết định. Trong hệ thống có rất là nhiều miner cùng một lúc thì các cái có nhiều block sẽ được tạo thành, nhiều valid block được tạo thành. Vậy thì block nào sẽ được chọn? Cuối cùng ta thấy là một cái chuỗi các block, và đây là những cái block đã được confirm, đã được xác nhận rồi. Và cái block, một block mới này là đã một cái valid block đã được tạo ra. Và cái miner đó đã nhận được cái block mới này, nhưng block mới này chưa được confirm, chưa được xác nhận, chưa được add vào trong cái ledger này. Thì cái miner đó thì họ sẽ có hai cái hướng, cái miner đó sẽ có hai cái hướng quyết định. Quyết định thứ nhất là bằng cách vote cho cái block này. Họ sẽ vote cho block này bằng cách là sử dụng kết quả này, kết quả block này như là một cái block trước, và họ sẽ lấy kết quả này để tạo ra một cái, để làm việc tiếp theo, tiếp tục làm việc để tạo ra một cái block mới mà dựa trên cái block hiện tại đây, cái block nhận được đây. Và một cái hình thức khác nhau là sau khi họ kiểm tra cái valid của cái block này rồi, thì giả sử như block này có thể là valid hoặc có thể là không valid, nhưng mà cái người này họ sẽ không có vote, tức là họ ignore đi, họ giống như họ xem như họ không nhận được cái block này đi, và họ vẫn tiếp tục làm việc để tạo ra một cái block mới của họ đây, và dựa trên chọn là cái confirm block trước là một cái block trước của họ, và họ tạo ra một cái, họ tiếp tục làm việc để tạo, cố gắng tìm ra một cái block mới cho họ. Thì có hai hình thức như vậy là vote và không vote. Và trong quá trình làm việc thì một miner họ có thể lưu trữ
rất là nhiều các cái branch của blockchain ledger khác nhau ở đây. Từ đây đây mình thấy là một cái nhánh dài, đây là đã confirm rồi. Còn những cái block valid block đã tạo thành nhưng mà không confirm là rất là nhiều nhánh khác nhau đây. Và các cái miner này họ sẽ lưu lại các cái nhiều nhánh hoạt động như thế này và tiếp tục làm việc, họ sẽ có xu hướng làm việc ở các cái nhánh mà có nhiều block nhất, gọi là các cái nhánh dài nhất, the longest chain, làm việc ở cái nhánh dài nhất. Và cái quy định của cái hệ thống là cái chain mà dài nhất sẽ được chọn cuối cùng, và những cái block ở thuộc vào cái chain mà ngắn hơn thì sau đó sẽ bị loại bỏ, và cuối cùng hệ thống sẽ confirm những cái block thuộc vào cái chain dài nhất ở đây. Như vậy ở đây là gì? Miner, các cái miner này họ sẽ làm việc, họ cooperate, hợp tác làm việc với nhau trên cả cái chain dài nhất, valid chain dài nhất. Tại vì nếu như mà miner này họ cố gắng làm việc trong cái chain mà không có dài, trong cái chain ngắn hơn, thì cái kết quả làm việc của họ cuối cùng cũng sẽ bị bỏ đi, và họ làm việc nói chung là cái gọi làm việc không hiệu quả, làm việc cái đó là một cách vô nghĩa đấy. Như vậy họ sẽ cố gắng làm việc trong một cái chain dài nhất. Thì tại vì chỉ làm việc trên chain dài nhất để hy vọng là cuối cùng họ sẽ tạo ra một cái block mới, cái kết quả làm việc của họ sẽ đóng góp vào trong cái chain dài nhất đó. Và chain được chọn thì kết quả làm việc của họ sẽ được công nhận, kiểu như vậy. Thì đó là nguyên tắc làm việc của Proof of Work. Ok. Đến đây mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Cô cho em hỏi phần cái chỗ mà not valid, tức là khi mà miner nó không valid thì nó phải tính cái chỗ phụ, thì lúc mà nó tính cái block phụ ở cái nhánh và của nó thì nó có boost cho những cái miner khác luôn không Tức là cô? nó vẫn tính, thứ nhất là nó vẫn tính ở chuỗi phụ của họ của nó, nhưng mà như lúc nãy mình thấy là để tìm ra một cái valid hash là nó phải tính cái hash rất là nhiều lần, đúng không? Đến khi Vâng ạ. khi khi mà nó khi mà nó tìm ra cái valid hash của nó thì đương nhiên là nó sẽ broadcast cái block của nó cho các cái miner khác. Còn nếu nó vẫn chưa tìm ra thì nó vẫn cứ tiếp tục tính toán thôi. Tính toán cho đến khi nào nó tìm ra cái valid hash thì nó mới broadcast cái block của nó cho các cái miner khác trong hệ thống. Tại vì nó dẫn đến cái chuyện là có những cái vendor nó sẽ kiểu như thông đồng với nhau, mà nó chỉ valid cho nó thôi, những cái nhóm đó thôi, còn Đúng những rồi. cái nhóm khác thì nó lại Đúng không. rồi. Một vấn đề rất 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 là tốt, em phát hiện ra một vấn đề rất là hay. Đó là ở đây mình nói cái cơ chế đó là cái chain mà dài nhất sẽ được chọn cuối cùng. Vậy thì vấn đề ở đây là nếu như một nhóm các cái hacker chẳng hạn, nó chỉ valid nó làm việc với nhau, nó có thể là ví dụ như các cái block trong trong cái block dài nhất, các cái block trong chain dài nhất này, nó có thể là nó không valid, nó không có hoạt động đúng theo cái quy định của hệ thống. Nhưng mà tại vì hacker thì nó vô cho nhau và nó tạo ra cái chain dài nhất như thế, nó vô cho nhau và nó tạo ra cái chain dài nhất như thế, và cuối cùng chain dài nhất thì nó sẽ được approve. Như vậy là hệ thống nó cũng bị hư rồi, bị hack mất tiêu rồi. Thì để giải quyết vấn đề đó thì cần phải làm như thế nào? Thì trong cái hệ thống này nó đưa ra một cái cách hoạt động gọi là một cái full core, tức là để full full core hay là full node ấy, Bitcoin core hay là full node ấy. Tức là đây là một cái chương trình Bitcoin program mà nó đưa ra một cái quy định để là validate, tức là kiểm tra các cái hoạt động của miner. Cho đến hiện tại là mình chỉ biết là trong hệ thống là mình có cái user là người sẽ đưa ra cái thông tin là người cần cái dữ liệu cần phải ghi vào trong cái blockchain ledger, và miner là người sẽ thực hiện cái việc ghi thông tin vào trong cái blockchain ledger, và các cái miner này giám sát lẫn nhau để hợp tác lẫn nhau để tạo ra các cái blockchain, các cái gọi là để hợp tác với nhau để ghi thông tin vào trong cái blockchain ledger. Nhưng mà mình vẫn chưa có ai giám sát là xem các cái miner này nó hoạt động có đúng hay không. Thì cái full core này, cái full node này chính là cái validator, tức là cái người là một cái chương trình để giám sát cái quá trình hoạt động của các cái miner này.
Và cái chương trình này á, cái hệ thống Bitcoin này nó khuyến khích người dùng Bitcoin hãy cài đặt cái chương trình full core này để giám sát miner. Và đây, ví dụ mình thấy trong hệ thống bắt đầu mình có cái hình ảnh con mắt này, tức là để mô phỏng là validator, tức là người giám sát các cái miner này. Thì người giám sát này sẽ chạy cái chương trình Bitcoin để đảm và giám sát là các cái miner này hoạt động một cách đúng, phải theo cái quy định. Còn nếu anh hoạt động không đúng thì anh không, không anh sẽ bị loại bỏ kiểu như thế. Thì đó là cái validator. Ok, đến đây thì mọi người có vấn đề gì không nhỉ? Có ai có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Không ơi, cho chị hỏi tiếp câu hỏi của bạn vừa nãy nhé. Thì trong ví dụ trong trường hợp là như em nói là cái chain mà dài nhất sau đó sẽ được chọn là valid đúng không? Vậy thì tức là khi mà các miner họ 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 đưa kết quả của họ tìm được để tạo thành một cái block mà Block để mới. vào block mới đó, và nhưng mà các cái miner khác sẽ tiếp tục làm việc ở trên cái chuỗi đó, nhưng mà sẽ cần có một thời gian để quyết định xem là cái chain nào dài nhất đúng không? Dạ Vậy đúng thì trong trường hợp đó thì để xác định là cái người nào mà tạo ra cái block new block đầu tiên đấy, rồi. sau thì như thế là random mà hay là hoặc là ví dụ trong trường hợp có cả hai miner cùng đưa ra một kết quả vì họ sẽ broadcast randomly cho tất cả mọi người đúng không? Vậy thì làm thế nào để mà có thể xác định được là cái block mới nào của người miner nào tạo ra sẽ được chọn? Thì tức là ví dụ như em nói trong cái chuỗi này đi ha, ví dụ như cái block đầu tiên này là do người miner A tạo ra, rồi cái block tiếp theo là người miner B là nhận được cái block từ người miner A và họ làm việc tiếp trên cái block A này và họ tạo ra một cái block mới. Đây là cái block thứ hai là do người miner B tạo ra, và cái block thứ ba do miner C, block thứ tư có thể do miner A, block thứ do miner D chẳng hạn. Như vậy thì khi mà cái chain này được approve, tức là tất cả những cái miner ở trên hệ thống này thì đều được chọn reward, và mỗi miner sẽ được chọn thì được reward một 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 số lượng core tạo ra bởi bởi do anh đã được tạo ra cái block này. Tức là mỗi cái block đều được reward, chứ không phải là chỉ toàn một chain cuối cùng thì mới được reward. Chị hiểu ý em Ok. không? So, vậy vậy thì trong trường hợp đó thì tức là cái người nào nhanh nhất và chính xác nhất thì để những người sau lấy cái kết quả của người đấy để Đúng rồi, tạo ra cái block tiếp theo thì sẽ là người chiến thắng đúng không? đúng rồi, nên chính vì Ok. vậy mà nó sẽ hối thúc là cái fork cái các cái miner khác, là tại vì bây giờ cái quá trình mà tính hash nó khá là random. Bây giờ nếu anh đang tính mà anh chưa biết là khi anh chưa biết là khi nào anh sẽ tạo ra được cái valid hash, do đó nếu như mà anh nhận được các cái kết quả của người khác rồi á, thì tốt nhất anh không nên tiếp tục tính cái quá trình tính của anh, mà anh nên sử dụng kết quả của người trước để anh tính tiếp cái của anh. Còn nếu như mà anh cứ cắm cụi anh tính cái của anh thì anh không biết được khi nào anh sẽ tạo ra được cái valid, tại vì quá trình mà tìm ra cái valid nó khá là random. Nó là random, một quá trình random. Anh không đoán được, dự đoán được là khoảng anh mất bao lâu thời gian để anh tính ra một cái block mới. Do đó là nếu như mà anh chưa tìm ra được cái valid block thì anh nên sử dụng kết quả của người khác để anh tiếp tục tính toán dựa trên kết quả của người đó. Thì điều đó là như thế. Có một cái vấn đề là lỡ như trong cùng lúc á có hai miner nó cùng tìm một block với cái timestamp là như nhau thì nó sẽ put cả hai cái đó vào và cái việc nó sẽ lấy cái khối của người nào thì là nó có quyền hoàn toàn quyết định đúng không? Ví dụ như có nhiều block tạo ra cùng một lúc thì bởi các Đúng miner rồi. nó post lên random dạ Đúng rồi. Đúng rồi. yeah. Nên chính vì vậy mà đối với một miner thì thường họ sẽ lưu trữ nhiều cái nhánh khác nhau. Nhiều cái nhánh khác nhau, tức là họ sẽ lưu trữ kết quả làm việc của nhiều người khác nhau, và có thể họ sẽ switch, tức là thay đổi cái làm việc của họ, và để làm đảm bảo là bây giờ anh đang làm việc trên nhánh này và anh thấy ở cái nhánh này, tại vì nhánh này đang là dài nhất, nhưng mà một lúc nào khác
anh lại thấy cái nhánh khác nó dài hơn, như vậy anh sẽ chuyển sang một cái nhánh khác anh làm việc, kiểu như vậy đấy. À, vậy là có nghĩa là nó sẽ liên tục cập nhật cái người khác Đúng rồi, đã đào ra, được rồi, nó sẽ làm trên cái lóc dài nhất, đúng rồi, nó ưu tiên cái đúng việc là à, rồi, dạ, vừa em làm hiểu việc rồi. nhưng mà vừa quan sát người khác, kiểu như vậy. Dạ vâng ạ. À, chị ở đây cái cơ chế này nó liên quan đến một cái niệm là cái mining pool đó, cô có nói thì cái mining pool đó cái việc nó là nó chỉ là tập hợp các miner lại hay là nó cũng có vai trò là xác thực hay gì không cô? Nó cái mining pool đó cô, cái mining pool đó như là Bitmain, BTC rồi mấy cái mining lớn đó nó sẽ tập hợp và nó phân chia công việc cho các miner để tìm để tập trung để tìm đó thì em biết cái ba cái mining pool đó nó tác động gì tới cái chuỗi lốc của mình. Bây giờ trong cái bài này, cái chỗ này mình nói cái mining pool này, tức là mình nói hiểu theo cái nghĩa là một cái hồ mà nó chứa cả cái thông tin giao dịch của cái người dùng họ muốn ghi vào trong blockchain thôi. Còn cái mining pool mà theo ý em nói là tức là cái cơ chế mà tập hợp cả cái miner lại với nhau rồi làm việc với nhau rồi sau đó phân chia phần thưởng như thế nào, thì cái đó là dựa theo cái gọi là cái chương trình, cái cơ chế hoạt động của cái mining pool đó thì mình không có quan tâm ở đây. Vì cơ chế hoạt động đó À, mình cũng không có tìm hiểu về cái đó. dạ vâng ạ, Ok. Mỗi cái mining pool khác nhau, có thể nó có một cái cơ chế gọi là nó cơ chế hợp tác rồi trao thưởng, phân chia phần thưởng như thế nào đó tùy họ quyết định thôi, mình cái đó mình không biết. dạ, ok. Ok, còn có hỏi gì nữa không nhỉ? Ok, thì như vậy chính vì cái cách thức hoạt động như vậy nên nó dẫn tới hai cái disadvantage, tức là cái nhược điểm lớn nhất của group of work, cái màng mà hoạt động group of work. Thứ nhất đó là sử dụng một nguồn năng lượng cực kỳ lớn, tại vì mình thấy là để tìm mỗi miner tìm ra một cái hash nó cần phải rất là nhiều thời gian, và trong đó có hàng nghìn hàng triệu cái miner như vậy tìm ra hàng nghìn hàng triệu cái valid hash như vậy, nhưng mà chỉ có cuối cùng chỉ có một cái hash được chấp nhận thôi, tức là quá trình tìm hash đó nó mất tiêu nhiều thời gian rồi, nhưng mà có rất nhiều hash là tìm ra nhưng mà là không được sử dụng, tức là quá trình làm việc gọi là một cách vô nghĩa, mình có thể hiểu như thế, làm việc vô nghĩa như vậy tiêu tốn rất là nhiều năng lượng, rất là nhiều năng lượng điện và rất nhiều cái công sức làm việc của máy móc nhưng mà lại không được sử dụng. Nhưng mà sự gọi là sự sự lãng phí như vậy mục đích là để đảm bảo cho hệ thống nó secure, tức là để hệ thống đảm bảo hệ thống là nó an toàn, và điều đó dẫn tới một cái nhược điểm là đã sử dụng rất là nhiều năng lượng. Và theo cái báo cáo ở đây là định tháng năm 2019 2020 là cái mạng Bitcoin sử dụng một nguồn năng lượng điện rất là lớn, lên tới 75 terawatt một năm, tức là nó so sánh với cái nguồn năng lượng tiêu thụ điện, năng lượng điện của nhiều quốc gia ở đây thì mạng Bitcoin là tiêu thụ nguồn năng lượng điện là thậm chí lớn hơn nhiều quốc gia, ví dụ như Czech hay là Switzerland gì đó, tức là tổng nguồn năng lượng điện của mạng Bitcoin rất là lớn. Chính vì vậy mà đối với những cái hệ thống khác, tại vì nếu mà sử dụng Proof of Work dùng nhiều năng lượng điện quá thì nó không 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 thể nào mà sử dụng được. Và cái nhược điểm thứ hai đó là dẫn tới cái sự là một cách nào đó nó có thể hình dung là mạng Bitcoin nó mất đi cái tính phân tán, một cách đó nó khá bị tập trung hóa. Và cái hash distribution đây họ nói là tới 65, hơn 65% của hash distribution là đến từ năm cái mining pool lớn nhất, như vậy là nó tập trung ở năm mining pool, như vậy là nó tạo thành vô hình dung, nó tạo thành cái sự tập trung hóa rồi, nên là cái do đó cái mong muốn về cái sự gọi là phi tập trung nó bị mất đi. Thì đó là nhược điểm của mạng Bitcoin, nhược điểm của cái group of work. Và ok, và chúng ta sẽ nói đến cái vấn đề trade-off giữa cái security với lại cái permission và cái transparent của cái mạng. Và cho đến hiện tại thì đã có nhiều cái thế hệ mạng blockchain đã được đưa ra. Cái thế hệ thứ nhất là cái era thứ nhất đó là Bitcoin 1.0, thì chủ yếu người ta nói về mạng Bitcoin, tức là dùng dùng blockchain để gọi là trao đổi coin giữa các user khác nhau. Và cái thế hệ thứ hai đó là thường người ta nói đến cái Ethereum, mạng Ethereum, đó là thay vì chỉ việc dùng mạng Bitcoin để mạng blockchain để trao đổi cái coin thì đã cho phép là smart contract, tức là các cái hợp đồng thông minh,
có thể chạy trên cái nền tảng blockchain này. Và cái thế hệ thứ ba là decentralized apps, là người ta phát triển những cái application, decentralized application dựa trên cái smart contract này. Và cái blockchain thế hệ thứ tư đó là tạo ra một cái blockchain ecosystem, một cái hệ sinh thái blockchain phục vụ cho công nghiệp hay là cho fintech hay là chắc các ứng dụng như fintech, supply chain là government gì đó. Tức đây là các blockchain về hệ thế hệ thứ tư. Và để đảm bảo được phát triển cái blockchain thế hệ thứ tư này thì đòi hỏi cần có cái sự là hợp tác giữa các cái mạng blockchain khác nhau. Và do đó đòi hỏi một cái sự chuẩn hóa quốc tế về các cái tiêu chuẩn quốc tế cho cái mạng blockchain này. Ok, thì đến đây thì mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Mọi người có câu hỏi gì không? Nếu không thì chúng ta sẽ tới một cái cơ chế thứ hai đó là Proof of Stake, là với bằng chứng cổ phần, có thể dịch như thế nhưng mà nên gọi là Proof of Stake thì hay hơn. Ok, thì để giải quyết cái nhược điểm của Proof of Work, tức là tiêu tiêu tốn một nguồn năng lượng điện rất là nhiều, thì họ đưa ra cái Proof of Stake. Là Proof of Stake là gì? Tức là các cái user thì có thể xem là các cái validator. Các cái user họ họ sẽ lock một số cái coins của họ để tạo thành cái stake, tức là cái tạo thành cái cổ phần và sử dụng cái cổ phần đó để gọi là giám sát hoạt động và vote cho cái block nào là được tạo thành. Như vậy trong cái proof of stake á, thì quá trình tạo ra một cái block mới nó sẽ đơn giản hơn nhiều, nó không cần phải tốn nhiều nguồn năng lượng điện hay là nguồn năng lượng hoạt động của máy móc nữa, mà quá trình tạo cái một cái block mới sẽ rất đơn giản hơn là nhiều. Nhưng mà các cái validator này, các cái user này dựa trên cái cổ phần của họ sẽ họ sẽ là bầu vote cho cái block nào. Họ cả cái validator này sẽ kiểm tra cái sự valid của các cái block này và sẽ vote cho các cái block mới này. Ví dụ như validator A có 100 stake thì họ giả sử như họ vote cho 100% cho các cái block N này chẳng hạn. Còn validator D họ có 500 stake thì một phần họ sẽ vote cho cái block 1 và một phần họ sẽ vote cho cái block N chẳng hạn. Và tương tự như vậy, validator D thì B thì sẽ có 1.000 stake chẳng hạn thì vote 900 stake cho cái block 1 và giả sử vote 100 stake cho block N này chẳng hạn. Và cuối cùng cái block nào mà có số lượng vote nhiều nhất thì cái block đó sẽ được chọn để là để được confirm là cái block tiếp theo của blockchain ledger. Và những cái người nào mà đã vote cho những cái block mà chiến thắng này thì họ sẽ nhận được phần thưởng, đó là những cái transaction fee mà được ghi của những cái người user mà được ghi vào trong block này sẽ được chia đều cho những cái người chọn voter này, chia đều cho người voter này. Ví dụ như trong trường hợp này, sau khi mà block này được win thì giả sử như cái earn fee mà mình kiếm được là 500 coin thì những cái coin này sẽ được chia đều cho cái block B và block C vì hai à cho cái validator D và validator C tại vì hai người này đã vote cho cái block này và người A thì không 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 được chọn, người sẽ không 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 nhận được cái reward từ việc tạo cái block này, thì là như thế. Như vậy là đối với cái proof of work thì họ sử dụng là cái nguồn năng lượng điện và nói chung hard work phải làm việc rất là cực lực để tạo ra một block mới. Còn proof of stake thì không cần phải làm việc cực lực mà chỉ dùng cái stake, tức là dùng cái cổ phần của họ để vote cho một cái valid block. Cái một block tạo ra sẽ được tạo ra một cách rất dễ dàng và các cái validator sẽ dùng cái cổ phần của họ để vote cho cái block đó. Ok. Và đối với cái proof of work á, thì tại vì cái người miner họ phải làm việc rất cực lực, do đó ngoài cái transaction fee mà được nhận lại á thì cần phải có một cái reward khi mà tạo ra một cái block được thành công sẽ được trao cho cái người miner. Còn đối với proof of stake á, thì tại vì cái người miner họ tạo ra cái block rất dễ dàng, do đó họ không cần cái phần thưởng đó, mà cái phần thưởng cho người miner và cho cái người validator là chỉ là được chia đều từ cái transaction fee mà từ những cái user mà có cái thông tin được ghi vào trong block đó tạo ra thôi, thì là như thế. Rồi thì ở đây cái vấn đề của Proof of Stake là gì?
Đây có ai 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 có thể thấy được cái vấn đề của proof of stake là gì không? Người cho ý kiến đi, Em nghĩ là nó phụ thuộc vào cái stack quá, cho nên cái một cái bên nào mà nó có nhiều stack thì nó sẽ có quyền quyết định nhiều hơn những thằng khác. đúng rồi, cái bên nào mà nói chung ai mà giàu, tức là giàu có nhiều stake quá thì tạo ra quyết định thôi. Như đó cũng, cũng khá là nguy hiểm ở chỗ đó. Còn vấn đề gì nữa không? Nếu mà như thế thì cũng cũng có trường hợp là ví dụ một người vừa là user vừa là miner, người ta có thể tự vote cho mình được đúng không? Đúng rồi, họ tự vote cho mình. Hoặc là có thể vote cho cái người mà người ta biết, tạo thành một hệ thống giống như cái bạn bạn lúc nãy bạn bạn nói đấy, cả một nhóm á. Đúng rồi. Như vậy thì hai ý đều đúng, tức là tại vì cái hình thức vote này á, cái người validator họ có cái stake thì họ vote thôi, và họ vote thì nếu như mà cái block được chọn thì họ được nhận phần thưởng, tức là họ nhận được cái một phần cái fee, cái transaction fee của cái block đó. Còn nếu như mà block mà cuối cùng không được chọn thì họ không mất gì cả, nên tức là họ không mất gì cả, nên họ họ cứ 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 chọn thôi. Do đó là cái hệ thống nó đôi lúc có cái sự chọn đài, hoặc là cái mạng này bị chi phối bởi những cái người mà có nhiều nhiều stake quá chẳng hạn, thì một cách nào đó mạng nó bị tập trung hóa, lúc cái security của hệ thống cũng không được tốt, là cái vấn đề của vậy. Chính vì vậy một 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 cái cải tiến của cái proof of stake đó là người ta dùng proof of stake mà kết hợp với Casper Protocol. Thì Casper Protocol này là gì? Nó đưa ra một cái hình thức để gọi là hình phạt, một cái penalty, một cái hình phạt đối với những cái validator nào mà vote cho những cái block sai, cái block mà không được chọn. Ví dụ như trong trường hợp này, cái cuối cùng block block 1 được chọn và cái block N thì không được chọn. Thì khi mà block, tất nhiên những cái người validator nào mà đã chọn cho cái block này thì họ thắng, thì sẽ được nhận cái một, họ được chia sẻ một cái phần cái transaction fee ở trong đây. Nhưng mà cái người nào mà đã vote vote cho cái block mà không được chọn thì họ sẽ bị một cái hình phạt, là một số phần trăm của cái stake của họ sẽ bị mất, sẽ bị lost đi. Do đó là họ sẽ e dè hơn trong việc là vote cho những cái block nào mà không được chọn. Chính vì vậy, nếu như một cái stake nào, ví dụ như stake nào họ họ có rất là nhiều nhiều stake, nhưng họ có rất nhiều stake nhưng mà có thể là cái stake của họ sẽ không nhiều bằng tổng cái stake của tất cả những cái user khác trong hệ thống. Do đó nếu như mà họ, ví dụ như họ vote cho một cái một 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 cái block mà invalid chẳng hạn, một block mà không có tốt chẳng hạn, thì những cái block đó thì những cái người user khác thì họ sẽ không vote cho đó, thì cuối cùng vô hình dung thì cái stake của họ sẽ bị mất đi và cái coin của họ sẽ bị mất đi. Như vậy là họ sẽ e dè hơn trong cái việc là vote cho một cái block mà có khả năng là trở thành invalid, kiểu như vậy. Điều đó là tạo thêm một cái áp lực để các cái validator sẽ phải cân nhắc kỹ trong cái việc vote cho cái block nào. Điều đó đảm bảo cái hệ thống có thể hoạt động một cách an toàn hơn. Thì với cái cơ chế này thì Ethereum mạng khá nổi tiếng này, thì trước đây dùng Proof of Work nhưng mà bây giờ đang dần chuyển sang Proof of Stake nhưng kết hợp với Casper Protocol. Như thế. Ok. Đây thì mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Em thấy cái cơ chế đó thì giống như là họ sẽ có xu hướng là đi theo chung với nhau một một, tại vì nếu mà nó họ chắc cái nào được được validate, khả năng validate cao nhất, họ đều dồn hết vô vào một chỗ và sẽ không có người khác chọn nhánh khác, thì cái nhánh chính đó nó quyết định bởi đa số những người còn lại À, hết. Tại vì tức tức là cái quá trình nó như thế này nha, tức là khi mà anh vote thì anh cứ vote cho cái block đó thôi. Tức ví dụ như anh vote cho block đó và những cái người khác, ví dụ như miner, họ sẽ chọn cái kết quả cuối cùng vote nhưng mà vẫn chưa chưa confirm ngay. em mở nắp rồi Cái chuỗi chuỗi cuối cùng mình có, xin lỗi là chưa có giải thích kỹ ở chỗ này, tức là cuối cùng là vẫn là cái chuỗi mà có dài nhất, có nhiều 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 cái block chưa confirm nhất thì sẽ được chọn. Đúng không? Tức là các cái validator này họ vote,
họ vô cho cái block đó, nhưng mà họ tại cái thời điểm vô là họ vẫn chưa biết được là cái block đó liệu sẽ được chọn hay không. Mà sau khoảng một quá trình, tức là một cái chuỗi các cái block đó, thì cái À, block, cái chuỗi dài nhất sẽ được confirm sau đó. lúc đầu em tưởng đâu là chỉ có một block thì làm sao họ có thể biết được cái block đó có khả năng được hay hơn những block khác hay không. Đúng rồi. À, đúng. Tức Dạ, là hai khả tuổi. năng ở đây là gì? Khả năng ở đây tức là họ chỉ cần kiểm tra là cái block đó có valid hay không, có tuân thủ theo cái quy tắc hoạt động của mạng hay không thôi. Thì đó. À, nếu như mà ok thì họ sẽ vô. Và thêm nữa họ vô, nhưng mà họ sẽ chú ý xem là valid, nhưng mà cái chuỗi nào đang là cái chuỗi dài nhất. Cái chuỗi valid dài nhất thì đó. Thì là như vậy. Ok, cảm ơn câu hỏi của em. Những câu hỏi khiến cho cô thấy được là nên phải giải thích rõ hơn ở cái chỗ điểm, cái điểm đó. Ok, mọi người có thắc mắc gì nữa không nhỉ? Ơi, cho chị hỏi gì thêm kỹ một chút là tại vì chị hơi hơi confused ở cái điểm là khi mà sau khi mà họ tìm ra được cái hash nhá, là miner họ làm việc họ tìm ra được cái hash và họ broadcast lên là họ đây họ tạo ra một cái new block này. Thì chị nghĩ là như lúc trước em giải thích là sau khi họ tìm được cái hash đấy nó đã đảm bảo được các cái quy định thì tức là cái new block đấy nó đã là valid theo nghĩa là nó đã có đảm bảo đủ theo các cái rule đấy rồi và nó chỉ là được confirm letter dựa vào cái vote thôi. Thế chứ còn thế làm sao mà người ta có thể tại vì như cái proof of work thì nó dễ hiểu hơn nhưng mà khi mà nói về cái invalid block ở chỗ này thì theo chị thì chỗ này chị chỉ đang hiểu là nó được ít vote hơn thôi hay là, nhưng mà tức là có thể giải thích kỹ hơn cái invalid block sau khi đã được broadcast không? Tức là sao nhỉ, cái quy định nói chung, cái quy luật chung của tất cả các cái mạng blockchain á, là cái chuỗi dài nhất sẽ được chọn cuối cùng, thì mọi người đều cố gắng làm trong cái chuỗi dài nhất đó. Và trong cái chuỗi dài nhất đó thì có khả năng là một vài block trong đó sẽ in không không có valid, tức là không có tuân theo cái quy định của hệ thống. Thì như vậy thì chỉ hình dung như một cái hệ thống đi, nó trong đó nó gồm một nhóm các cái gọi là hacker, các cái miner mà làm việc không có trung thực với nhau, nó gọi là các cái nhóm này gọi là hợp tác với nhau chẳng hạn. Thì mặc dù cái người này tạo ra một cái block mới nó không có valid, nó invalid, nhưng mà các cái miner khác, các cái validator khác nó vẫn vote cho cái đó, và vô và sử dụng cái kia block đó để tiếp tục expand. Thì vô hình dung là cuối cùng là cái chuỗi dài nhất mà gồm trong đó cái chuỗi dài nhất có những cái invalid block ở trong đó sẽ được chấp nhận. Như vậy là cái thông tin nó đã bị sai lệch, kiểu như vậy. Còn tức là em nói là khi mà một cái gọi là một cái valid block, một cái hash, valid hash mà được tạo ra và được broadcast cho toàn bộ hệ thống, đó là em mô tả trong cái trường hợp là cái hệ thống hoạt động đúng, tức là một cái miner hoạt động đúng thì nó nên nên làm như vậy. Còn một cái miner mà nó hoạt động dối trá thì có thể nó không cần tạo ra một cái valid hash, nó có thể tạo ra một cái valid, một invalid hash, một cái hash đó bất kỳ, và nó gửi cho toàn bộ hệ thống, nó vẫn có thể broadcast cái block đó cho toàn bộ hệ thống. Thì các cái miner trong hệ thống thì khi họ kiểm tra, nó kiểm tra cái hash đó, nếu như nó kiểm tra cái hash đó mà nó invalid thì tất nhiên là nó, nếu mà cái miner đó làm việc một cách nghiêm túc thì nó sẽ không có vote, nó sẽ không tròn tròn cái block đó. Nhưng nếu mà các cái block khác, các cái miner khác mà nó không làm việc không nghiêm túc, nó dishonest, thì mặc dù nó biết là nó đó là invalid nhưng mà nó vẫn vote. Thì trường hợp nó vẫn vô thì cái block đó nó vẫn được tính vào trong cái chuỗi, và cái chuỗi đó nó trở thành, có khả năng nó trở thành cái chuỗi dài nhất. Không biết thì em giải thích như thế thì có chỉ có hiểu Ok, nói chung cũng sơ sơ. không? Tức là sẽ có nhiều tại vì chị nghĩ là hệ thống tức là khi mà đã tạo ra là
là nó sẽ có sự tương tác giữa giữa người dùng, người sử dụng và cái hệ thống bản thân nó tự có những cái cơ chế chọn lọc để loại trừ ấy. nhưng Đúng rồi. nhưng mà như thế thì sẽ như vậy thì theo chị hiểu thì nó sẽ khá là cũng phụ thuộc vào người dùng và cái người validator rất là Đúng nhiều rồi. đúng không? Đúng rồi. Tại vì đối với như chị thấy là đối với cái hệ thống mà centralized là cái hệ thống tập trung á, thì cái cơ chế như chị nói khi mà một hệ thống đưa ra là hoạt động là nó có một cái nguyên tắc hoạt động tập trung là theo một cái quy luật đó. Tại vì nó quản lý dựa trên quản lý tập trung đó. Nhưng mà tất nhiên hệ thống quản lý tập trung thì nó cũng có một số nhược điểm, do đó là cái blockchain là nó phi tập trung. Và phi tập trung thì tất cả mọi người, tức là những cái người user miner tham gia vào hệ thống đó, mình không biết ai với ai cả, có thể là owner hoặc có thể dishowner, và trong hệ thống này không có một cá nhân nào gọi là chi phối hệ thống cả, không có cái một cái cá nhân nào gọi là có vai trò lớn hơn một cá nhân nào khác cả, tức là mọi người đều bình đẳng, giống peer peer to peer, tất cả mọi người đều bình đẳng, do đó không biết được là cái nào hoạt động đúng, cái nào hoạt động không đúng. Do đó các cái cơ chế này nó đôi lúc em cũng thấy nó sẽ khá là mơ hồ, nhưng mà các cái cơ chế này nó đưa ra để đảm bảo, để gọi là khuyến khích là mọi người, các cái user khi anh tham gia hệ thống này anh nên hoạt động một cách nghiêm túc thì anh sẽ được lợi, nếu anh hoạt động không nghiêm túc thì anh sẽ không được lợi, như vậy thôi. Chứ còn nó không có cái gì là chắc chắn, cái hệ thống nó không có gì chắc chắn là hệ thống nó sẽ secure cả. Đương nhiên ví dụ như bây giờ blockchain hay proof of work hay proof of stake nó có một cái giai đoạn nào đó, nếu như mà cái số lượng người dùng á, mà nó bị hạn chế và cái số người nó thì cái mạng nó sẽ dễ bị chi phối bởi một nhóm các cái hacker hơn, thì lúc đó mạng nó sẽ không còn secure nữa, thì như vậy thôi. Ok, cảm ơn đồng Chứ còn blockchain chị hiểu hơn hơn rồi. Thank you không? ok, mạng blockchain mình không thể nào nói là nó secure 100% đâu, không có đâu. Ví dụ như nó cần thời gian hoạt động thì mới đảm bảo được, mới chứng minh được là nó có secure hay không. Ví dụ bây giờ người ta tin tưởng block mạng Bitcoin một phần là tại vì mạng Bitcoin đã hoạt động được một thời gian dài và ở một mức độ nào đó thì nó chứng tỏ được là nó secure thì mới tin tưởng thôi, còn thời gian đầu thì người ta cũng đâu có tin tưởng. Rồi, và mình sẽ đi đến một cái cuối cùng là delegate proof of stake. Thì chị Hằng ở Nhật, ở Mỹ thì chắc rành về chỗ tức là đảng Dân Chủ, cái nguyên tắc hoạt động của đảng Dân Chủ thì cái delegate proof of stake thì cái nguyên tắc hoạt động nó gần tương tự như vậy, nó hay còn gọi là dân chủ kỹ thuật số đấy. Thì các cái mạng ví dụ như BitShare hoặc là EOS Network thì hiện tại nó đang dùng cái cơ chế DPoS này. Thì DPoS này là như thế nào? Tức là cái người sở hữu coin, người sở hữu là cổ phần stake, họ sẽ lock một số coin để tạo ra cái cổ phần. Thì người sở hữu cổ phần này thay vì họ tham gia trực tiếp vào validate cái hệ thống thì họ sẽ vote cho một số các cái validator khác, và các cái validator này trở thành cái delegate. Giống như mình có thể hiểu các cái stakeholder này như là người công dân, citizen, họ sẽ vote cho một số các cái citizen khác để trở thành cái delegate. Và delegate này có thể gọi là, cũng có thể là witness, là người 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 giám sát, như vậy. Thì những cái delegate này, một nhóm các cái người delegate này sẽ tham gia vào cái quá trình giám sát và quá trình tạo block mới. Thì là như thế. Và các cái delegate này họ sẽ gọi là thay phiên nhau để tạo block. Và khi mà cái delegate này tạo block thì những cái delegate khác sẽ ở vai trò giám sát xem cái block được tạo ra có valid hay không. Và nếu valid hay sau đó thì những cái delegate này sẽ những cái người giám sát này sẽ gọi là vote cho cái block đó. Và cuối cùng cũng tương tự, cái chain của những cái block mà dài nhất thì sẽ được chọn cuối cùng. Và khi mà những cái delegate nào tham gia trong quá trình tạo và tham gia vote cho những cái block được chọn thì họ sẽ được share, tức là chia sẻ cái lợi nhuận, tức là chia sẻ cái phí giao dịch ở trong các cái block đó. Và các cái delegate này họ sẽ quay ngược lại, họ sẽ chia sẻ lại cái phí giao dịch đó cho cái người mà đã vote cho họ. Thì nguyên tắc hoạt động là như thế. Ok. Đây, ví dụ như trong ví dụ mình có những cái chain như thế này,
Thì nguyên tắc hoạt động là cuối cùng là những cái chain nào dài nhất sẽ được approve. Ví dụ như hiện tại cái chain màu đen ở đây là cái chain dài nhất và cuối cùng sẽ được approve. Còn cái chain màu đỏ ở trên đây, cái chuỗi màu đỏ này là ví dụ như tại cái thời điểm cái block 814, 815 ok rồi, valid rồi, đã được vô rồi. Nhưng mà tiếp theo cái block tiếp theo là cái gọi là cái delegate mà được bầu để tạo ra cái block này á, hoặc làm việc dối trái chẳng hạn, thì cái block này invalid thì các cái delegate khác sẽ không có vote cho cái block này, do đó block này sẽ không được tính và cái chain này trở thành là cái chain gọi là cái chain ngắn hơn. Tới đây 86, còn đây 87, 88, còn đây là mới 86 thôi, thì chain này ngắn hơn thì không được chọn. Thì những cái người delegate nào mà đã tham gia được tạo block trên cái chain này thì sẽ không được tính, tức là cái làm việc của họ sẽ không được tính kiểu như thế. Ok, thì đến đây thì mọi người có câu hỏi gì không nhỉ? Chắc bài thảo luận của mình hôm nay chỉ tới đây thôi, thì không biết mọi người có câu hỏi gì cần trao đổi Em đang thắc không? mắc cái chỗ mà hồi nãy cô mấy cái delegate à, thì cái này là nó nguyên hệ thống nó chỉ có một nhóm delegate hay là nó sẽ vô cho nhiều 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 nhóm khác nhau, để tại cô nó làm ở nhiều nhánh khác nhau đó, thì ví dụ như trong năm delegate trong một nhóm như vậy thì có một người gian lận cả cả năm người không được, thì không biết là những người khác có cách nào ngăn chặn cái chuyện là có một người trong năm người gian lận Ừ. mà họ lại Thì không bị ảnh hưởng. thực ra cái một hay là một nhóm các cái delegate này thì nó tùy thuộc vào từng mạng khác nhau, nó sẽ set up khác nhau thôi. Ví dụ như cái group of delegate này, ví dụ như stakeholder thì tùy vào mạng mình có thể có tới hàng ngàn hàng triệu cái stakeholder này, hàng ngàn hàng triệu cái stakeholder này, nhưng mà họ cuối cùng họ delegate này thì đối với mỗi hệ thống khác nhau thì họ sẽ quy định một số lượng các delegate khác nhau, thường thì khoảng từ trong khoảng từ 21 20 21 cho tới khoảng 100 mấy chục delegate đó, thì tùy vào quy mô của mạng mà họ sẽ chọn ra cái số lượng delegate thôi. Và các cái delegate này họ gọi là chia, có thể là chia theo nhóm để hoạt động. Ví dụ như tại vào thời điểm T T1 đến T2 thì nhóm một hoạt động, nhóm một các delegate nó sẽ là trở thành miner, đến T2 T3 thì nhóm hai sẽ là trở thành miner kiểu như vậy. Thì theo chia theo nhóm hoạt động, và các cái delegate này, các cái miner khi mà hoạt động với vai trò là miner thì họ có thể chọn chọn miner là bằng cách sử dụng kết quả từ cái nhóm, từ cái nhánh nào đó chẳng hạn, họ sẽ miner trên một cái nhánh nào đó. Và cái witness này thì họ ngăn ngăn chặn cái việc mà invalid miner bằng cách là vote thôi, chỉ vote thôi. Ví dụ như họ sẽ đưa ra cái vote, ví dụ như họ thấy là cái block này tạo ra mà không có valid thì họ sẽ không vote cho cái block đó. Còn block khác mà valid mà thuộc vào cái nhánh đang dài nhất thì họ sẽ tập trung vote cho cái block đó vậy thôi. Tại vì các cái witness này nó sẽ hoạt động theo cái phương châm là lợi nhuận cuối cùng, là làm sao là tôi muốn là những cái vote và những cái miner của tôi sẽ cuối cùng sẽ được được tròn thôi, như thế. Thì có nghĩa là ở đây họ tập trung một cái lợi nhuận, Đúng cho rồi. nên là nếu như mà một cái lock mà invalid hay gì nữa họ xét đi nữa, mà lỡ như cái đó xét cho cùng cái transaction fee của nó nhiều nhất, thì họ có khi nào họ lại thông đồng với nhau kiểu đó không? Thì Em giống lúc nãy mình có thể là nó sẽ có thêm cái cơ chế là Casper Casper Protocol á, tức là nếu như mà nó không có đúng thì nó sẽ bị gọi là bị trừng phạt kiểu vậy đấy. Anh làm việc không đúng thì anh sẽ bị trừng phạt, và cái người vote cho anh cũng sẽ bị trừng phạt. Và cái quá trình vote đây này, quá trình vote delegate nào trở thành miner và quá trình vote cho cái stakeholder nào trở thành cái delegate này này, quá trình này gọi là dynamic, nó thay đổi liên tục. Tức là nếu anh được bầu là delegate mà anh làm việc không hiệu quả, anh không đem về lợi nhuận thì tôi sẽ vote cho người khác và anh sẽ không còn delegate nữa kiểu như thế. Dạ, anh hiểu rồi. Cảm ơn ạ. Ok. Dạ. Vâng. Mọi người có câu hỏi gì nữa không nhỉ? Ok. Nếu như mà không có câu hỏi gì nữa thì chắc mình kết thúc cái buổi trao đổi ngày hôm nay tại đây nhỉ? Cũng hơi quá thời gian tí rồi.
Vâng. Cảm ơn Hồng nha, rất là Cảm học ơn cô ạ. rất là hay. Ok, là em cảm ơn chị. Bye bye mọi người nha. Thế vận thứ tư tuần sau Ok. sẽ lại buổi tiếp phải không? Dạ, theo nếu như mình cứ theo lịch từ tuần sau hi. Từ tuần sau Ok. chắc là em sẽ nói chuyển sang nói về cái application một chút, thay đổi một chút trên có không Dạ. khí. Ok. Nhưng mà chị thấy chứ Hồng Hồng đưa ra những cái ví dụ như cụ thể như lúc nãy ông tướng cái thứ, nói chung là rất là dễ hiểu với về về với người ngoài ngành như chị. Em cảm ơn. Rồi cảm ơn Dạ, Hồng cảm nha, ơn chào cô mọi người. ạ. Ok, chào mọi người. Bye bye. Cảm ơn mọi người ạ.